chia xong mới được ăn. Hả? Chia làm gì? Lần nào chia xong anh cũng còn cái gì mà ăn đâu. Vậy thì như này nha, bây giờ em cắn một miếng, anh cắn một miếng, vậy là đủ công bằng chưa? Ok. Được. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hảo thân ơi, sao mà đó nữa? Ngọt không anh? Hả? Có gì đâu mà ngọt. Em anh thấy ngọt lắm mà. Anh không thấy ngọt á, thì đừng có ăn. Để đây em ăn. Ờ, có anh, có ăn, anh có ăn. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy. Sao nhở? Sao nhở? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Sao nhở?